Đây anh em, đây là cái con Ninja 300. Mà trong khi tôi đang làm clip nè, thì đương nhiên mình sẽ đăng cái clip bán xe này trước. Đăng cái clip bán xe này trước rồi sẽ đăng cái clip này nha anh em. Đây nè, nói xạo anh em chi, đang làm clip luôn nè, chưa ra clip luôn á. Đó, đây làm clip chưa ra clip luôn á, nó đang chạy luôn á. Thì á, mấy anh em tới mua luôn rồi, không có kịp mà để cho mấy anh em trên YouTube lựa luôn á. Giờ sống sao, mấy anh em ở tỉnh là chửi chết luôn á. Chửi mấy ông ở gần, mấy ông sướng quá mà. Đó, rất là đẹp ha, cho anh em coi. Quá đẹp luôn. Nước sơn, bản kỷ niệm. Bản kỷ niệm 30 năm chứ không phải là xe 30 tuổi nha mấy ba. Đó. Đây, đây chủ xe, chủ xe này đi H2 mới đẹp thì có mua H2 đi. Thôi phát biểu vài câu cảm nghĩ rồi vui lâu, xem kênh lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi, xem kênh của mình cũng lâu rồi mà thấy tin tưởng bên đây, thấy ra clip ok, xe cũng đẹp nữa nên em qua mua luôn. Không cần nói nhiều, không cần xem clip luôn, thấy xe là qua mua thôi. Rồi em cảm ơn anh Minh vậy. Anh thấy là thằng bạn nó xuống đúng không? Đấy, dạ đúng rồi. Để lên 100 chai nữa. Đúng rồi. Ví dụ với 8 mà để lên 100 chai nữa mới có con đẹp như vậy. Còn bình thường mà xe nó xấu chứ sao rẻ hơn mà bé. Nói gì nói vài câu đi. Dạ. Thôi hết mới biết nói gì rồi. Rồi ok, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi ok. Nói chung á là cũng có đi coi mấy chỗ, có coi mấy chỗ. Chưa. À rồi rồi. Đây bản kỷ niệm nè. 30 năm. Thì á cái bản kỷ niệm nó cũng không có khác gì cái bản đặc biệt đâu anh em. À, nó không có khác gì cái bản bình thường hết á. Đó. Đó. Thì nó chỉ là cái màu để kỷ niệm thôi, nó lạ, nó độc hơn. Nó ok hơn. Đó, cho anh em xem. Rất là đẹp. Cho anh em nghe tiếng máy nè. Nẹt bô cho anh em nghe đi. Khai máy đi. Rồi ok, sau này không đi nữa bán lại nha. Cái này là có thằng em nó cọc rồi nè. Đẹp ha, CBR250 đẹp, tuyệt vời. H2 ai mua bán luôn nha. 800 triệu, đồ chơi, đồ dinh đầy đủ luôn, không thiếu gì hết á. Nội cái bô không là mấy trăm rồi đó anh em. Full Titan rồi. Tiền thì mấy ảnh cọc không hết rồi. Còn con này 70 nè. Đây. Tiền trao rồi đó. Đó. Clip chưa làm mà tiền đã trao rồi. Ok, cười hoài. Cười trên sự đau khổ của những anh em xem clip đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Cười trên sự đau khổ của những anh em xem clip. Người ta chưa. Đa số anh ráng ra dành lại những chiếc xe quay cho mấy anh em xem trên clip để mấy anh em tỉnh á, mấy anh em có cơ hội mua xe của mình á. Nhiều anh em cũng mến á, xem kênh mình mến mà chưa clip chưa ra nữa. Mấy ông chửi. Ừ. Rồi, bên xe xuống đi. Biết sao xe ở đây anh ưa ben không? Tại vì ben lên á để cho nó đều nhớt, đều nó đều xe á, nó không bị nghiêng qua bên. Xe nào cũng ben, xe bán là ben nè. Đứng đây, người cầm đây đó. Người cầm ben lên. Rồi.
không? Đó, rồi. Bây giờ dắt xe xuống. Để anh cho người dắt xe xuống. Giờ quay ở ngoài đây. Trước là chủ đi FZ này đúng không? Xe có bán không? Không, xe đi làm FZ. Trời, con này cày thôi chứ. Mà con này giờ bán cũng không bao nhiêu đó. Ừ. Đó, cho anh em thấy ở ngoài nè, đẹp cỡ nào. Cặp vỏ Michelin chống đổ luôn. Ở đây làm tấm hình mới đẹp nè. Thi ra chụp anh tấm hình Thi ơi. Quá tuyệt vời luôn anh em. Yeah, tính độ thêm gì? Tính độ cổ lại bô hả? Cổ với bô, ừ được rồi, chơi như đó thôi. Mà đã sang tên xong ấy, độ Để Vin này, để Vin gì sang tên xong rồi. Sang tên tự sang cũng rẻ lắm. Có hồ sơ rồi, ra đóng thuế xong rồi qua đó rồi khai thôi. Nhanh mà. Nhìn ở ngoài sáng nó đẹp hơn ở trong đôi kia, nó ở trong kia nó hơi tối. Ủa Thi ơi, đi đâu rồi, nó đóng cửa đúng không? À, chạy xe. Rồi, anh em mình làm tấm hình rồi kết clip thôi. Chụp xong rồi chụp giùm tụi anh tấm hình nha. Thấy không? Xe của thằng em làm cho mình vẫn đẹp phải không? Vài bữa lên với 8 bây giờ đó. Làm nó nhiều tiền quá mà. Ba con này là con chưa mua đâu, định mua với 8 luôn á. Ví dụ 4 vụ nữa, thấy với ba xong leo lên khoái mới mua. Con đẹp, chạy thoải mái lắm. Bình xăng đồ. Nhiều. Đó. Còn nè, lắc nó có nè. Lâu quá không chạy á. Để im chỗ. Chụp cho tụi anh tấm hình thôi. Bẻ cái này ra nha. Chưa có bằng lái. Đây. Giao thông sẽ thích điều này. Thanh niên chưa có bằng lái đi mua xe. Ok luôn. Ủa bằng lái mà học chưa? Em học chưa? Tháng sau học chung luôn. À tháng sau học chung luôn. Giờ đúng chắc rồi. Ừ. Tại chỗ làm được nhà. Không bằng lái 4 triệu. Đi đâu á? Chụp cho anh tấm hình cái rồi đi. Rồi, bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em nhiều. Hot boy. Bốc đâu? Mình làm cái nhẹ nhẹ đi. Rồi ok. Để anh gửi clip này lên bộ giao thông nha. Chưa có bằng lái. Bye bye anh em. Nhiều anh em hỏi á, tại sao con chó này Minh nuôi mà nó lại ốm, nhưng không phải có đâu nha anh em. Con này là anh của Minh lụm về, người ta bỏ nó ngoài đường đó mọi người. Mọi người đừng có hiểu lầm. Có nghĩa là người ta bỏ nó ngoài đường, ổng lụm về. Mà Minh là người phải, hồi đó hả, lúc mới về hả, nó ỉ đái ngày nào cũng phải dẹp hết luôn á anh em. Đó. Chứ nhiều anh em nói tại sao nuôi chó mà để cho nó ốm. Không có đâu. Bỏ đi là có nghĩa là lụm ngoài đường về á nha anh em. Anh của Minh thấy tội quá, lụm ngoài đường về là lúc đó nó gần chết luôn. Xong rồi phải đi bác sĩ. Bác sĩ là tổng cộng là 7 triệu mấy, gần 8 triệu tiền nằm viện, là tiền băng bột luôn á. Là nó mới được vậy đó anh em. Rồi cho đồ ăn nè, lúc nào cũng đồ ăn, nước uống ở showroom là đầy luôn, đầy nhóc luôn á. Rồi mua đùi gà đồ cho nó ăn nữa. Rất là rộng rãi luôn cho nó chơi. Khu này là cho nó chơi nè. Tự nhiên ông anh mình cưu mang động vật, rồi giờ mình coi nó luôn rồi. Bây giờ nó ở đây nó coi showroom luôn á anh em. Nói chung cũng là một cái duyên. Bum bum vô đây bum. Đặt tên nó tên bum luôn. Tại vì mình nghĩ là nó bị tung cái bùm nên đặt tên bum á anh em. Rồi vô đó nằm. Nói chung biết nghe lời, nó biết ai là người cứu nó, ai là người cưu mang, nó biết nghe lời. Con này khôn. Nói chung nó bị, anh em biết sao không? Nó bị ghẻ á. Nó bị ghẻ rồi chủ bỏ nó. Phải chăm lại.
rồi cho người tắm, cứ 3-4 ngày là có người tới tắm nha anh em, có người tới chở đi tắm nó mới được vậy đó, chứ trước là ghẻ không, ghẻ mà còn què nữa. Ở đây bơm rất là nghe lời mình, bơm 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 tự tung cái bùm nên bơm rất là nghe lời luôn. Nó giờ mới đẹp vậy đó, mình nghĩ tương lai nó sẽ đẹp hơn nữa đó. Rồi bye bye anh em, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker.